Mưa quá trời mưa luôn cả nhà ơi. Nãy giờ đứng đây đục mưa gần cả tiếng đồng hồ mà trời mưa chưa hết mưa nè. Mưa càng ngày càng lớn mà mưa dai nữa. Đứng nãy giờ cũng mỏi giò rồi. Bây giờ mình lấy ghế xếp ra mình ngồi cho nó thoải mái đỡ mỏi giò nha cả nhà. Đây là cái ghế xếp của mình nha cả nhà. Mình đi lúc nào thì mình cũng đem theo, mình bỏ trong cái cấp xe hết. Nó rất là nhỏ gọn luôn. Nó hơn một gang tay xíu nè. Ở cái bề rộng có chút xíu à. Nó mình bỏ cho cấp xe mình đem theo. Nó cần thì mình lấy ra mình ngồi thôi. Ở mình bung ra thì mình kết nối những cái chi tiết này lại với nhau thì mình có một cái ghế để mình ngồi nha cả nhà. Rất là đơn giản ha. Đó. Ghép lại cái là xong rồi cả nhà. Rồi. Tiếp tục ngồi đục mưa một xíu nha. Hết mưa đi tiếp nè cả nhà. Mưa nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ mưa da quá trời dai luôn. Cả nhà mà đang cần tìm mua cái ghế này nè để mình đem theo sử dụng á thì búng vào giỏ hàng ha. Dưới đó mình có nha nha. Hoặc vô cái thông tin trang của mình nha. Và có cái ghế xếp này nè, mình đang để trên đó nha cả nhà. Mua mình có mình đem theo để mình ngồi ha. Chứ đứng nãy giờ mỏi giò quá. Ngồi trên cái yên xe thì nó cũng không có thoải mái cho lắm. Nhưng mà ngồi dưới đây thì nó đỡ hơn nha cả nhà. Giờ mình ngồi mình chờ hết mưa rồi mình đi tiếp thôi. Chờ hết mưa rồi bây giờ mình dẹp cái ghế cho mình đi nha cả nhà. Giờ mình tháo ra ha. Tháo ra thì mình chỉ cần mình gấp gọn lại thôi. Bỏ vô trong cái túi. Rồi, vậy là xong.